đây, hộp thức ăn. Tiun hôm nay tăng thêm khẩu phần ăn đặc biệt cho bé. Hộp thức ăn của mèo, con phải ráng tập ăn cái này nha Tina. Cái này có lợi cho con á. Hộp thức ăn này là nhập khẩu từ Pháp mà. Ok, hay quá ha, con vớt được cái muỗng liền ha. Từ từ, tivi à, con lúc nào cũng hấp tấp, đừng học tính hấp tấp đó.